Nguyên Khôi xin kính chào tất ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Số điện thoại của Kennedy là 408-889-3519, 408-889-3519. Số điện thoại này quý vị nhớ để khi mà quý vị cần mua nhà, gọi 408-889-3519. Quý vị cần bán nhà, 408-889-3519. Quý vị không có nhà để bán, quý vị cũng không cần mua nhà, nhưng mà quý vị có thân nhân, bạn bè đang cần một realtor làm việc tận tâm, nhiệt tình, kinh nghiệm và rất là mát tay, quý vị gọi số điện thoại 408-889-3519, Kennedy sẽ làm cho quý vị hài lòng hoặc là cho thân nhân của quý vị hài lòng, vì những công việc Kennedy làm bao giờ cũng đem đến kết quả tốt đẹp cho khách hàng của mình. Một lần nữa, số điện thoại Kennedy là 408-889-3519 và mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Địa ốc hôm nay tuần này. Hello, chào anh Khôi và chào nhà của Đài Quê Hương. Anh vừa giới thiệu với mọi người là em mát tay. Em nghĩ là em có mát tay không? Em cũng nghĩ có cái sự may mắn. Sau những căn nhà em bán thì nó cũng rất là suôn sẻ. Tại vì những cái căn mà suôn sẻ là mình phải có kinh nghiệm, mình phải biết được những cái gì mình cần phải làm trước, những giải quyết trước trước khi mình sẽ gặp nó. Sau nguyên cái quá trình em làm này cũng rất là suôn sẻ. Với lại em lúc nào cũng nhiệt tình với khách hàng, em lúc nào cũng giúp khách hàng làm hết tất cả mọi thứ. Tại vì khách hàng làm với em thì không thả thoải mái, nhẹ nhàng, không cần cái gì hết. Em cho người đến trang trí, clean up, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ mà trong thời gian quý li tích tắc thôi, có thể là trong vòng một bữa thôi là cầm lít hết tất cả mọi thứ, và dựa cho người landscape mình vô chuyên cây chuyên cỏ, clean up, moving, rồi có nguyên một cái team để làm công việc đó, team hết tất cả mọi thứ. Mình phải làm sao thời gian ngắn nhất, mà tại vì khách hàng mà khi mà họ đã quyết định mà họ muốn bằng bán căn nhà đó thì họ đã suy nghĩ đã nhiều tháng rồi. Lúc mà họ đến là họ muốn một cái người có thể giúp họ giải quyết nhanh gọn lẹ hết tất cả mọi thứ, thì em làm hết tất cả, quen rồi, vô làm cũng rất là lẹ. Một cái căn nhà vô thì cũng giống như em có căn nhà ở San Jose thì you know, khách hàng vừa mới gọi em ngày hôm nay, rồi ngày hôm sau là đến là làm xong hết tất cả mọi thứ. Thì rất là lẹ, rất là very fast. Thì em tốc độ em rất là lẹ, ai mà cần mà làm gì giải quyết nhanh gọn lẹ đó thì có thể gọi lại với em có thể giúp cho khách hàng. Thì không có gì vui bằng you know, những căn nhà mình bán bây giờ cuối cùng đã xong xuôi hết tất cả. Thì ngày hôm nay em cũng giao hai căn nhà ở ngay tại San Jose. Thì một căn nhà là 1562 đường Dina Court, San Jose 95121. Căn nhà này đó là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1220 square feet, và cái lot size là 6.000 square feet. Thì cái căn nhà này đẩy lên trên thị trường thì cũng very good, bán cũng cao hơn cái giá mà cái người chủ mong muốn. Đã xong xuôi hoàn tất hết tất cả mọi thứ, đã giao nhà, seller cũng đã ký giấy tờ hết tất cả mọi thứ rồi. Thì cái người chủ này bán xong căn nhà này, relocate xuống thành phố Sacramento. Thì cũng rất là vui vẻ, rất là happy, rất là kinh nghiệm làm việc Kenny cũng rất là thích, muốn cho cái testimonial mà hơi ngần ngại, mà it's ok, không thành vấn đề. Và căn nhà đã hoàn tất, đã xong xuôi hết tất cả mọi thứ, giao chìa khóa cho cái người chủ nhà. Và cái căn thứ hai cũng đã xong xuôi, để giao chìa khóa luôn ngày hôm qua. Địa chỉ của căn nhà là 2677 đường Tilton Court, San Jose 95121. Căn nhà này thì lớn hơn chút, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1618 square feet, và cái lot size là 6720 square feet lot size, và cũng bán cao hơn cái giá mình list đến 50 mấy ngàn. Cũng very happy, người chủ cũng rất là vui, rất là hài lòng, tại vì đến gặp em căn nhà before and after complete thì hoàn toàn hết tất cả mọi thứ khác biệt. Giống như lúc trước đã đang cho người ta thuê, thì cái người ta thuê ra thì em biết không, cây cối tùm nhà, thì người thuê nhà cũng ở đó cũng cả năm mấy năm, mười mấy năm rồi. Lúc mà mua nhà vô cái thì cho người đến sửa sang hết tất cả, làm lại landscape, làm lại cái cỏ giả đằng trước, rồi bên trong remodeling hết tất cả mọi thứ, mà có thể tiết kiệm được cho khách hàng rất là nhiều tiền. Tại vì đây là những cái người mà Kenny làm với họ, nó làm bao nhiêu ngày tháng rồi. Như mỗi lần mà em giúp cái khách hàng bán căn nhà nào đó thì mình cũng có good connection, có nhiều người, chính chủ nhà cũng có những cái người connection mà được cái giá tốt mà làm tốt nữa. Thì mỗi chỗ em tích lũy được một chút, rồi bao nhiêu cái thì em dồn vô hết trong cái người khách hàng mà khi mà họ làm việc với em. Thì mọi việc công việc là nó suôn sẻ, và người mà họ làm việc với em thì họ đã quen thuộc rồi, làm cũng đã bao nhiêu chục căn rồi. Thì khi họ đến họ biết em cần cái gì, họ muốn làm nhanh gọn lẹ mà được giá tốt nữa, thì cái này giúp cho khách hàng làm hết tất cả mọi thứ. Căn nhà này remodeling hết tất cả khoảng chừng trong vòng 3 tuần. Mình đã sửa sang hết tất cả completely, từ sơn phết bên trong bên ngoài, làm kitchen mới, floor mới, bathroom mới, hết tất cả mọi thứ, mà nhiều tấp người vô khác nhau để làm turnout căn nhà before and after completely khác biệt hết.
hết tất cả mọi thứ và làm thấy căn nhà rất là đẹp và cũng bán trên cái giá mà mình list luôn. Thì trong ngày hôm qua thì cũng đã giao nhà bằng cái người mua nhà là người Ấn Độ. Cũng là pretty good. Cái quan trọng nhất đó là người nào có tiền nhiều mà chịu trả giá để mua căn nhà. Sắc dân nào họ mua nhà họ kỹ nhất. Bây giờ đó thì em thấy trên thị trường bây giờ đó thì Tàu Đài Loan nè, Ấn Độ nè, khu này 9 năm 21 thì Việt Nam nhiều nè, thì mình thấy phần đông là những cái tàu Ả Châu, nói chung là Ả Châu, người Ả Châu với Ấn Độ. Thì bây giờ trên thị trường cũng rất là ác. Nghe nói người Ấn Độ người ta rất là kỹ họ về. Dạ, anh Nguyên coi họ, you know, thì họ cũng kỹ, họ tư thương lượng. Nhưng mà khi mà họ vô căn nhà của em, nhà hot thương lượng khó, you know. Khi mà cái nhà mà thật sự không có nhà offer hot có vô nhiều, đó. Có nhiều offer là khó mà thương lượng phải thì, không? Thì nếu mà mình tùy thuộc vào mình cần người ta hay người ta cần mình. Không, lúc mình cần người ta thì mình nỗ lực, mình phải follow up, mình coi coi như thế nào. Và khi mình có multiple offer vô hot thì cái power nó nằm ở bên mình, you know. Mình thương lượng nó cũng sẽ dễ hơn. Thì so far turnout thì cái đi thấy căn nhà nào bán cũng rất là suôn sẻ. Và you know, lúc trước thì một căn nhà có thể là đến mười mấy cái offer. Bây giờ em thấy một căn nhà chỉ có một vài cái offer thôi. Thì có nghĩa là tình hình thị trường nhà đây thì nó hơi chậm lại, nhưng mà cái giá thì vẫn hô cái thị value. Trường thì nó lắng xuống, nhưng mà cái giá nó vẫn giữ được cái giá vẫn giữ, nhưng mà eventually những căn nhà cũng sẽ bán thôi. Thay vì trước căn nhà 5-7 ngày là bán thì bây giờ có thể là 1-2 tuần hay là 3 tuần thì cũng bán, nhưng mà nó sẽ take a little bit longer hơn. Ví dụ mà open house lúc trước mấy chục người vô, cái trăm người vô, hơn trăm người vô, thì bây giờ vô chỉ có nhiều nhiều khi chục người. Nhưng mà anh Nguyên thôi, một căn nhà mà chỉ bán được đúng một người thôi à. Mình phải cái người nào chịu trả giá good thì một người thôi người cũng đã đủ rồi. Những người nào người ta thực sự người ta vô và người ta thực sự người ta muốn mua hay không, và người ta có đủ điều kiện để mua hay không, và người ta có sẵn sàng thương lượng hay không, thì cái chuyện đó là chuyện khác. Còn nếu mà vô cả trăm người nhưng mà đến chỉ đến coi chơi cho vui, nhưng mà thấy người ta mua nhà mình đi coi nhà xem như thế nào, thì có nhiều người vô coi chưa chắc là một điều tốt. Vâng, thưa quý vị, nói cái chuyện mua nhà bán nhà thì chúng ta gọi cho anh Kennedy Ngô với số điện thoại là 408-889-3519, 408-889-3519. Cái điều mà chúng tôi vui mỗi khi mà hàng tuần nói chuyện với Kennedy Ngô là hầu như tuần nào cũng có nhà mới, hầu như tuần nào cũng mới giao căn nhà, hầu như cũng có tuần nào cũng Kennedy cũng giúp cho người này mua nhà, người kia mua nhà, hoặc là Kennedy giúp cho người ta đầu tư vào những cái đầu tư rất là tốt, những căn nhà những thứ tốt. Cho nên thưa quý vị, nếu mà quý vị đang trong cái hoàn cảnh mà quý vị cũng cần một người realtor làm việc tận tình, nhiệt tình với quý vị, thì quý vị gọi cho Kennedy 408-889-3519, và cũng như rất nhiều đồng hương khác, quý vị sẽ hài lòng, quý vị sẽ không thất vọng với Kennedy Ngô. Dạ, rồi em nhìn thấy tình hình thị trường nhà đó thì cái số lượng nhà thì nó cũng đã bán, những căn nhà nằm trên thị trường lâu rồi, nó bây giờ họ cũng đã bán. Số lượng nhà ở nguyên cái quận hạt Santa Clara đó, cái single family home chỉ có 1046 căn thôi. Townhouse condo là có 636, và ngay tại San Jose này đó là single family home chỉ có 478 căn mà thôi. Những cái căn nào mà dưới 1 triệu chỉ có 51 căn. So I mean, cái số lượng nhà này nó cũng không phải là nhiều. Bởi vậy khi mà do supply and demand, khi mà nhiều nhà lên mà ít người mua đó thì cái giá nó sẽ ít lại. Nhưng mà bây giờ cái inventory thì nó cũng không phải là nhiều, mà thật sự cái giá thì nó vẫn chẳng cao. Mà người nào đẩy giá cao giá quá thì họ phải reduce xuống cái giá, thì eventually cái căn nhà nó cũng sẽ bán thôi. Tất cả mọi thứ thì cũng do là giá cả. Và cái tình hình thị trường ở đây là cái demand lúc nào cũng rất là strong, và giá nó vẫn hold. Tại vì ở đây dân càng ngày càng đông, người ta income cao thì mà không còn đất để mà xây nhà mới, không còn đất nữa. So that's why cái nhà đó, tại vì nhiều khi những căn nhà người ta chủ nhà mà anh biết không, ai cũng muốn bán giá cao với cao, mình để cao quá chưa chắc gì mình có thể bán được cái giá cao. Nhiều khi mình thấy tình hình thị trường tùy theo mỗi cái khu mình làm. Ví dụ mà ở trong cái vùng Bay Area này thì thật sự cái giá mình để thấp thấp hơn chút, nó attract nhiều người đến, thì mình có multiple offer thì mình tạo ra một cái đà, thì mình dễ hay đẩy giá lên nhanh hơn mà bán giá cao hơn. Nhiều khi những người mà họ suy nghĩ ok, bây giờ nếu mà tôi đẩy giá thấp quá làm sao tôi bán được. Nhưng mà nó ở đây nó thôi, thì thị trường ở đây là thị trường đang hot, thị trường hot, thì mình đẩy cái giá mà thấp thì nó attract nhiều người vô. Và trước khi mà họ muốn mua căn nhà đó thì of course nếu mà họ làm quốc với cái người agent á, thì cái người agent nó phải coi cái chung quanh nó bán bao nhiêu, thì họ cũng đâu có phải offer giá rẻ được, có phải giá rẻ là họ sẽ không có thể không mua được nhà. Cái căn nhà. Còn mình đẩy cao quá, nhiều khi ta expectation ok, nhà cao tôi phải mua cao hơn nữa, mà không biết có xứng đáng hay không. Cái quan trọng nhất là người ta phải đến cái căn nhà mình trước. Không giống như một cái tiệm mà khách không vô làm sao anh bán. Đúng rồi. Không, mình phải làm sao mà đầu tiên là phải có người đưa người ta vô, người ta đến xem nhà khi mà người ta thích gọi 50.000, 70.000, 100.000 thì cái đó là cũng có thể xảy ra được, you know. Đúng như vậy, thưa quý vị, chẳng hạn như mình hai căn nhà giống hệt như nhau, nhưng mà sở dĩ mình sẵn sàng mình trả tiền thêm cho một cái căn nhà A này thay vì căn nhà B
Mặc dù cái điều kiện cái nhà nó giống nhau, nhưng mà tại nhà nó có cái ưu điểm thí như vậy, nó gần bà con mình, nó gần cha mẹ mình có thể gửi con gửi cháu cho ông bà già coi được chẳng hạn như vậy. Hoặc là gần, nếu mà mình có cha mẹ trong chung nhà với mình, gần nhà thờ, gần chùa, để có thể thuận tiện cho các vị đó đi nhà thờ, đi chùa vân vân, thì mình sẵn sàng trả giá cao hơn một chút xíu, hoặc là ông bà già sẽ nói mình nhỏ chứ mua căn nhà này đi con, là tại vì gần chùa gần nhà thờ để tiện việc cho chỉ cần bà một mà. Lý do chính đáng, lý do gì cũng được để make offer rồi. Vâng, thưa quý vị, và mua nhà bán nhà thì dĩ nhiên nó giống như có cái duyên vậy. Người ta nói có duyên này, tại vì nhiều khi mình đi coi 5-10 căn nhà, mình không ưng căn nhà đó, tự nhiên mình đến căn nhà đó, bước vào căn nhà đó rồi mình thích rồi, là mình kết căn nhà đó rồi, và mình sẵn sàng trả cao hơn một chút xíu, cao hơn người khác, cố gắng sao để mua được căn nhà. Và để được làm được cái điều đó thì chúng ta cần cái người agent kinh nghiệm để giúp chúng ta làm sao, nếu mà mình đi mua nhà thì make offer thật là làm sao để nó vừa với cái giá trị căn nhà, mình không mua không bị hớ. Và nếu mình bán căn nhà thì làm sao cái người agent đó phải giúp cho mình làm tăng thêm cái giá trị của căn nhà, để khi mà người khách người ta mua, người ta sẵn sàng, người ta mở cái túi tiền, ta trả giá cao hơn bình thường. Chúng ta cần những người agent như vậy. Thì một trong những người agent đó ở San Jose này, chúng tôi giới thiệu với quý vị là Kennedy Ngô, 408-889-3519. Dạ đúng Nguyên Khôi, tại vì người ta mua nhà mình phải make người ta feel good, happy, you know. Tại vì cái quan trọng nhất là người ta là buyer, vì mình phải làm người sao người ta vào nhà, người ta thích, người ta mới mua chứ. Đúng bảo rồi, mà người ta vào nhà mà người ta thích ở còn này còn kia, thế này thế kia, thứ nhất là người ta có thể ém cái giá, nó thẳng là như vậy. Và thứ hai nữa, người ta không thích thì tự nhiên người ta không thích, thì thoải mái, người ta không có. Đúng rồi, cái quan trọng nhất là bát xoay, trang trí cũng rất là quan trọng. Đúng. Đó, từ mỗi cái chi tiết nhỏ nó cũng rất là quan trọng. Đúng. Trang trí nhà sạch sẽ, clean up, gọn gàng hết tất cả. Tại khi mình bán căn nhà, cái sự trình bày nó cũng rất là quan trọng. Hấp dẫn, và bây giờ em thấy tình hình thị trường nhà đó thì nó cũng không phải là nhiều nhà lắm. Anh ở Santa Clara thì chỉ có 39 căn single family home thôi. Sunnyvale chỉ có 40 căn. Và ở Mill Beach thì chỉ có 23 căn. Morgan Hill chỉ có 73 căn. Và Real Roy chỉ có 90 căn single family home thôi. Thôi cái demand thì nó cũng không có phải là nhiều lắm. Thì that's why đó, anh thấy dân càng ngày càng đông, đất không còn nữa, người ta ở đây công ăn việc làm, có income cao, thì cái giá nó cũng dặn hold on cái giá. Trong khi ở những thành phố khác, từ bang khác thì giá nhà bị xuống, nhưng mà đặc biệt tại là tại sao? Tại vì mấy chỗ đó là đất rộng quá, nhiều đất quá, lúc này nhà mới build all the time. Đây đâu có nhà đất mới mà đâu có đất nữa để mà build nhà mới, cho nên có nhiều xài nhiều thôi. Nhưng mà nhà thì lúc nào nó cũng do cái demand hết. Demand đây càng nhiều người muốn sở hữu căn nhà thì giá càng cao. Nhiều khi mình nghĩ cao quá làm sao người ta handle nổi. Nhưng mà anh đi coi ở nhiều cái đất nước khác, nhiều chỗ khác, nhiều khi nhà lên quá cao luôn. Nhưng mà người ta cũng vẫn sinh sống, vẫn cái người ta vẫn sống được, vẫn người sống ta vẫn làm thôi được. Nhưng mà cái đó là cái nature tự nhiên, mà giống như em thấy vừa rồi anh tất nhiên bạn cứ tự nhiên anh sẽ chụp lại. Và nhiều khi mấy người nhà ta mua căn nhà cũng vậy, nhiều khi họ vô họ không đủ khả năng mà họ có thể ngăn thêm phòng làm ADU, họ add thêm cái này add cái kia để thêm nguồn thu nhập. Nếu mà họ có đủ tiền hết tất cả thì thôi sống thoải mái, nhưng mà rất cần tiền á thì họ có thể làm cái này lấy kia để add thêm cái tiền giá trị căn nhà. Đúng vậy Biên Khôi. Và bây giờ tiền lời trong ngày hôm nay thì thấy nó cũng giảm bớt hơn. 30 năm chỉ có 6.39 mà thôi. Giảm xuống thì người ta cũng thấy wow, được đi kiếm nhà mua tiếp. Thật sự ở đây người ta có nhiều tiền ở trong cái account, stock account, mutual fund, tiền rất là nhiều ở trong đó. Và người ta tiền nằm như đó, người ta đâu có ngồi yên được anh. Người đây lúc nào họ cũng phải đu cái tiền gì đó. Nhiều khi họ đứng đợi chờ rồi họ đợi hoài không biết đợi bao lâu. Khi ở trong đó nhiều khi con cái họ cần thì ok được thôi, thì giúp hỗ trợ nó mua cái căn nhà. Tại ai cũng biết được căn nhà đầu tư là một cái đầu tư an toàn nhất, mà on the top of that có thể giúp những đứa con có thể start lịch có tiền một cái căn nhà. Và actually từng này thì cái này cũng very excited, cái này có đến 3 căn nhà mới lên trên thị trường. Wow. Mà một căn thì ngay tại ở thành phố San Jose, thì cái địa chỉ là 69 đường South 20 Street, San Jose 95116. Cái này nó gần khúc downtown, mà khúc này cũng rất là nice, đẹp, yên tĩnh, gần university. Nhà này 2 tầng không em? Nhà này 2 tầng, bên trong là 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, rộng 1786 square feet, và nó build vào năm 2002. Thì cái nhà này có living room, family room, living room, kitchen, và you know, có you know,
front yard, back yard thì nó cũng hơi nhỏ hơn một chút, và cái nhà này cũng rất là thoáng, ánh sáng khắp mọi nơi, người chủ đã upgrade sửa sang hết tất cả mọi thứ rồi, you know, hardwood floor, you know, granite countertop và double pane window, mà nhà build năm 2002 mà cái tất cả mọi thứ này cũng còn mới, rất là mới, và bên trong đã sửa sang tăng trang hết tất cả mọi thứ rồi, và cái căn nhà này list với cái giá là 1.369.900 là căn nhà này đến 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 1786 square feet. Giá bao nhiêu nữa hả? Cái giá là chỉ có 1.369.000 mà nhà mới, anh thấy cũng rất là đẹp, rất là nice. Bên trong đã được upgrade sửa sang hết tất cả mọi thứ rồi, có living room, family room, nhà thì rất là đẹp, xinh, thoáng, sạch sẽ, đẹp đẽ hết tất cả mọi thứ. Và you know, Candy cũng sẽ có open house thứ bảy chủ nhật tuần này từ 1 giờ cho đến 4 giờ thì mình có cái driveway mình vô chưa là sau, mình sau họ làm sạch sẽ hết sạch sẽ đó, mình xe. Có một cái parking aside và ở gần ngay bên hông này mình hãy đậu được 2 chiếc you know, là có thể là 3 chiếc rồi thì cái căn nhà này mái ngói mà build năm 2002 bên trong đã sửa sang hết tất cả mọi thứ rồi, ánh sáng khắp mọi nơi và list cái giá là 1.369.000 ngàn mà đến 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 1786 square feet, mà nhà này cũng mới chỉ có 2002 so probably khoảng chừng có 21-22 năm thôi. Còn review news thì Kenny sẽ có open house thứ bảy giờ này từ 1 giờ cho đến 4 giờ và lần nữa cái địa chỉ của căn nhà là 69 South 20 Street San Jose 95116. So cái căn nhà này thì cũng rất là nice, rất là đẹp. Và open house 2 ngày cuối tuần thứ bảy tuần này từ 1 giờ cho đến 4 giờ và tất cả mọi thứ đã ready sẵn sàng move in và cái căn nhà này được cái là cái garage họ đã convert thành một cái studio thì có lối đi riêng hết tất cả mọi thứ thì cái đó không có thể cho thuê có kiếm extra income rồi dạ đây cũng có kitchen nó có giặt sấy đồ này nọ bên trong you know cái một cái garage mà làm thành một cái phòng studio so cũng rất là đẹp xinh xắn. You know, và nếu mà quý vị muốn xem căn nhà này hoặc là quý vị muốn xem trước đó, thì quý vị liên lạc với Kennedy để Kennedy có thể sắp xếp hoặc là gửi hình ảnh của căn nhà đến cho quý vị xem hoặc là hướng dẫn cho quý vị đến xem căn nhà này. Thì quý vị gọi cho Kennedy với số điện thoại là 408-889-3519, 408-889-3519. Còn căn nào nữa không em? Dạ thì cái gì có một cái căn duplex thì ở thành phố Auckland. Cái căn nhà này đó thì list chỉ 950 và cái hiện nay bây giờ đang tất cả mọi thứ cho thuê là khoảng chừng 6.700. Wow. Dạ, so đã có tenant vô rồi và cái này có thêm hai căn nữa thì cũng là triplex với lại cái duplex thì you know, để tiện lợi hơn quý vị nếu muốn mà đầu tư mà những cái căn nhà mà có sẵn tenant thuê rồi và có good cash flow ở thành phố Auckland thì cái này đang có 3 căn thì quý vị có thể liên lạc với cái này hay gửi những cái brochure những cái flyer qua cho quý vị cái địa chỉ cái số hỏi cái này là 408-889-3519 408-889-3519 tại vì cái này nó đến 3 căn lần. Và cái này cũng có thêm một cái căn khác ở thành phố Stockton. Stockton này tại vì cái này giúp một người khách bán nhà xong hết tất cả rồi cái người này là cái người Cambodian thấy cái này bán nhà neighbor của người đó thì thuê cái này để giúp bán luôn và cái căn nhà này cũng rất là đẹp xinh. Địa chỉ là 5819 đường ngay bên cạnh hồ đó Westion. Court sang Stockton 95207 và căn nhà này đến 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm cộng 3321 square feet mà list chỉ có giá là 875 mà thôi. Mà nhà này cái lake thì cũng really nice, có cả luôn cả cái hồ swimming pool và giống như là infinite pool vậy đó, mình vừa swimming đây mình cảm thấy nguyên cái lake thì cũng rất là rộng lớn và cái nhà này thì build 1985 nó cũng tương đối ok. Ok bên trong nhà này bao nhiêu square feet? 3321 square feet mà đến 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm và gần rộng khu... cái đất thì rộng không? Cái lát dài rộng đến 13-14 ngàn square feet đó size. Cũng rất là rộng lớn và trong khu vực cũng rất là yên tĩnh. Cái bên đó là cái người dentist, người bác sĩ và người business owner vòng vòng ở đó cũng rất là nhiều. High income people không hả? Yeah, toàn là high income, good studies và cái bên đó là cái người người Tàu, you know, cũng là you know dentist. Trong cái khu vực đó thì nhà toàn là đẹp,
giống như biệt thự. Người phải có lợi tức cao, nói thẳng là người nhà giàu thì phải. Đúng rồi, mới coi mà chỉ có 875 thôi. Wow. I mean, you know, một cái căn mà really good retirement mà những cái người mà họ muốn một cái nơi mát mẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ, tất cả mọi thứ đã có đủ hết, tất cả được phong cảnh tốt, được nhìn qua cái lake mà buổi buổi sáng, buổi chiều hay buổi gì đó mình ở đâu mà anh có cái lake view hay là cái ocean view, fun water fun thì anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thì cái căn nhà này đã có được swimming pool và có được một cái lake ở đằng sau rất có là tất cả, rộng lớn hết tất cả, và có được cái giá nữa chỉ có 875.000 mà thôi, đến 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, cộng 3 sẵn sàng để bán chị em. Đã sẵn sàng ready hết tất cả mọi thứ rồi. Thì có thể là cái gì put on market có thể là today, tại vì mới xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì để có available. Thì cái gì vừa mới bán một cái căn ở ở dưới Stockton, và cái căn này đó thì nó cũng rất là đẹp xinh, bên trong cũng đã sửa sang sạch sẽ đẹp đẽ hết tất cả, ready to move in. Thì ở trên cái lake này đó thì mình cũng vẫn có thể chạy chiếc xe bô, nhưng chiếc tàu, mà tàu phải bằng điện, không được, không có motor, không có motor mà chạy bằng điện đó, thì có thể cruising around cái lake này. Thì nó cũng cái view là tuyệt vời, beautiful. Thì nếu vì nào muốn một cái căn mà không phải cao giá lắm, chỉ có 875.000 mà thôi, mà đằng sau có waterfront, nguyên một cái lake, đến 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 3.321 square feet, thì cái này cũng sẽ có this one available lên thị trường ngày hôm nay luôn. Thì vì có thể liên lạc với Kennedy qua cái số gọi 408-889-3519. Thì Kennedy hãy gửi những hình ảnh, những cái brochure, những cái flyer qua. Địa chỉ của căn nhà này là 5819 đường Wigan Court, Stockton 95207. Cảm ơn Kennedy rất là nhiều. Tuần này có nhiều cái tin vui để gửi đến cho quý khán giả của đài, chứng tỏ cái sự làm việc rất là tích cực, năng nổ, và phải nói là kiên trì của Kennedy nữa đem lại những kết quả tốt đẹp cho khách hàng của mình. Thì em cũng có hai căn nữa đang prepare ở ngay tại San Jose. Một căn ở dưới 95135. Căn này đến 2.7 triệu mà đến 3.200 square feet. So cũng rất là đẹp, xinh xắn, khu vực thì cũng rất là tốt, và đang sửa đang làm thuốc up một tí xíu, chắc có lẽ là khoảng chừng 3 tuần nữa mới có available. Nhưng mà hai căn ở San Jose thì anh thôi, nhiều khi em chỉ cố gắng làm tốt những công việc của mình thôi, mà cái người này giới thiệu, người kia giới thiệu, you know, I mean, những cái căn nhà mà đưa cho em thì em giải quyết nhanh gọn lẹ hết tất cả mọi thứ. Những khách hàng mà nhiều khi like attract like, không, những cái người mà họ thích nhanh chắn lẹ làng này nọ thì họ cũng tìm đến em. Mà thì, ai mà bán nhà mà chẳng muốn nhanh chóng lại làm mà giá cao hả? Đúng rồi, thôi thì nhiều khi khách hàng thấy thích rồi còn giới thiệu người này anh chị em. Oh, actually cái này cũng còn thêm một cái căn ở dưới Úc Linh nữa. Wow. Và cái người khách này đó thì cái nhà single family home thôi, xong quê khoảng chừng around 700. Thì khách hàng cũng mua cái căn nhà này, you know, khoảng chừng một năm mấy về trước, về sửa sang hết tất cả mọi thứ rồi, bây giờ quyết định relocate xuống dưới Sacramento. Thì cũng mới gặp Kennedy muốn bán lại luôn. Thì thật sự trong tuần này thì a lot of things are happening. Nhưng mà Kennedy, nếu mà bị tiện lợi hơn thì có thể liên lạc với Kennedy để Kennedy có thể gửi hết tất cả những căn nhà Kennedy có available. Nhiều khi những căn Kennedy có available mà không hợp ý vị thì Kennedy cũng có nhiều cái căn khác, thì cũng vẫn có thể show cho quý vị. Cái đây Kennedy làm vừa mortgage vừa real estate, one stop shop, vì có thể hỏi thăm hết tất cả mọi thứ ngay tại một chỗ thôi, khỏi cần phải đi đâu hết. Tất cả Kennedy get VP approval hoàn toàn miễn phí, và có thể gửi những danh sách nhà, những nhà nóng nhất vừa mới lên thị trường qua cho quý vị, vì có thể coi trước, thì coi mình tương ưng ý mình thích cái nào, hay là quý vị muốn, ok, tôi muốn quyết định bán căn nhà, muốn cái gì đến tư vấn cho anh chị hay cô chú những cái giá cả, bán căn nhà được bao nhiêu tiền, trừ hết tất cả chi phí, lấy về được bao nhiêu tiền, và làm như thế nào, thì cái này cũng vẫn có thể đến tư vấn cho vị hoàn toàn miễn phí, có thể cho vị biết là giá cả căn nhà của vị như thế nào, và những cái cách thức, những cái strategy làm như thế nào mà cái này để giúp bao nhiêu người bán nhà nhanh chóng giá cao. Thì khi quý vị có hết tất cả thông tin, lúc đó mình quyết định ok, có muốn thuê Kennedy hay không, hay muốn như thế nào, thì Kennedy có thể hướng dẫn hết tất cả. Chỉ cần nhớ gọi cho Kennedy qua cái số điện thoại là 408-889-3519, 408-889-3519, để Kennedy có cơ hội để gặp gỡ, để giúp quý vị, để giúp giải quyết cái vấn đề trong cái việc mua hoặc bán nhà. Cảm ơn Kennedy. Thank you, Khoi. Nếu quý vị đang tìm mua một căn nhà một tầng ở San Jose, gần chợ, gần nhà hàng, trong khu vực yên tĩnh an ninh, xin hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-889-3519, 408-889-3519,
anh Kennedy Ngô vừa lên list một căn single family home địa chỉ 2677 Chilton Court, San Jose, California 95121, nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rộng 1618 square feet, lot size 6720 square feet, có thể xây dựng thêm một căn ADU cho gia đình ở hoặc cho thuê để kiếm thêm income. Giá bán 1.288.888 đồng. Đây là căn nhà đẹp xinh xắn, sân trước sân sau rộng lớn, với mái ngói, nhiều chỗ đậu xe. Nhà vừa được remodel bên trong và bên ngoài, thảm cỏ mới, sàn nhà pergo laminate mới, nhà bếp mới, hai phòng tắm cũng mới, có hệ thống central heating, hệ thống nước copper pipe. Đây là căn nhà lý tưởng trong khu có nhiều chủ nhà người Việt, gần chợ, gần nhà thờ và nhà hàng ăn uống. Toàn bộ đã được tân trang hoàn toàn mới. Nhà sẽ open house thứ Bảy và Chủ nhật ngày 20 và 21 từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Địa chỉ 2677 Chilton Court, San Jose, California 95121. Nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1618 square feet, diện tích đất rộng 6720 square feet. Giá bán 1.288.888 đồng. Để biết thêm tin tức về căn nhà này, xin vui lòng gọi cho Kennedy Ngô 408-889-3519, 408-889-3519. Để lấy hẹn đi xem nhà hôm nay, xin hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-889-3519. Quý vị có thể mua nhà này vay mượn nợ, làm loan hoàn toàn miễn phí. Kennedy Ngô sẽ trả closing cost, free pre-approval home.